Xin chào, xin chào. Lưu ý, video này dành cho chủ doanh nghiệp, chuyên gia, người bán hàng muốn tạo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, giúp bạn tăng trưởng số đại lý, khách sĩ, khách lẻ, doanh số bán hàng nhờ tiếp cận khách hàng tiềm năng không giới hạn từ video ngắn marketing. Ngay cả khi bạn chưa biết làm video trước đây, ngay cả khi bạn đã làm video nhưng không có ai xem. Chào bạn, là Tomato Hường đây. Hường không biết làm cách nào bạn nhìn thấy trang này, nhưng Hường tin chắc hôm nay là một ngày may mắn với bạn. Suốt nhiều năm kinh doanh và bán hàng, mọi thứ vẫn tốt cho đến khi Hương nhận thấy doanh số bắt đầu sụt giảm. Hương đã bán hàng theo cách cũ, sức cạnh tranh yếu, khách hàng rời bỏ mình và họ cảm thấy hứng thú hơn khi mua online qua video. Họ nằm trên giường lướt TikTok, YouTube, Facebook và mua hàng. Họ có thể lướt video và đặt mua lúc 12 giờ trưa, 11 giờ đêm, thậm chí là đặt mua lúc 3 giờ sáng. Thay vì họ đọc những bài đăng bán hàng của mình, thì họ lướt video của người khác và mua hàng ở trên đó. Không chỉ Hường mà rất nhiều người kinh doanh khác cũng đã nỗ lực viết hàng nghìn nội dung trên mạng xã hội, cũng nỗ lực chi rất nhiều tiền vào chạy quảng cáo, cũng livestream nhưng chỉ liệt liệt vài đơn. Ngừng trì hoãn mà bắt đầu làm video về sự tồn vong của doanh nghiệp bạn. Hường đã từng nghĩ, người ta làm video lâu rồi, kênh to rồi, toàn triệu lượt xem, bây giờ mình vô làm sẽ không kịp đâu. Và Hường cũng đã từng nghĩ, Muốn làm video nhiều lượt xem, được ăn đề xuất hàng triệu lượt xem thì phải chuyên nghiệp, phải đầu tư nhiều thứ phức tạp, phải xinh đẹp, phải có đội ngũ hỗ trợ. Chính những suy nghĩ đó đã làm Hường trì hoãn mất một năm. Và cuối cùng, chúng ta không thể nào đứng ngoài xu hướng đó được, đi sâu nhưng vẫn phải làm. Hường bắt đầu làm và quay hơn 100 video đủ kiểu khác nhau, kỳ vọng được lên xu hướng, nhưng flop, rất ít người xem, chán nản và muốn bỏ cuộc. Rồi may mắn có một video được đề xuất lên xu hướng, hứng khởi quay trở lại nhưng vẫn cảm thấy mình không chắc chắn vì nhiều video tiếp theo lại liệt đẹp và không lên xu hướng. Cho đến khi Hương và đội ngũ ngồi lại duyệt toàn bộ, phân tích những gì đã làm và lý thuyết đã học, luật chơi trên TikTok, những điểm khác biệt giữa video lên xu hướng và không. Hương dành nhiều thời gian để học thêm về cách làm nội dung. Cuối cùng mình đã khám phá ra bí quyết để video lên xu hướng. Và rồi, rất nhiều video triệu lượt xem, chục triệu lượt xem bắt đầu xuất hiện. Kênh TikTok cũng lên được hàng triệu follower, YouTube cũng nhanh chóng đạt được nút bạc, Facebook hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Suốt hơn một năm qua, kênh của Tomato Hường luôn duy trì đạt được ít nhất 1,5 triệu lượt xem mỗi ngày. Tại sao những người có kênh video lớn lại không lo lắng về chuyện thu nhập? Năm 2021, Hường cũng đã đưa cho mình khá nhiều lý do để không tập trung xây kênh như bận công việc, hệ thống chưa ổn định, đợi thêm thời gian nữa, vân vân và lý do lớn nhất hường chưa nhìn thấy được đó là lợi ích to lớn của việc xây kênh video ngắn khi làm thực thụ bạn sẽ nhìn thấy khá nhiều cách tạo ra thu nhập cách một đó là làm affiliate marketing đây là mảng mà hường thích nhất có khá là nhiều học viên của hường đã đạt trên số 10.000 đô một tháng cho đến hơn 50.000 đô một tháng khi làm affiliate marketing tại thị trường toàn cầu hường sẽ chia sẻ mảng này ở một chương trình khác với chương trình uh, với video ngắn bạn say bạn có thể làm affiliate marketing tại thị trường việt nam đơn giản hơn làm thị trường toàn cầu rất nhiều vì ở đây là sân chơi của mình ngôn ngữ của mình affiliate marketing là bán sản phẩm cho người khác và nhận về hoa hồng bạn không cần phải nhập hàng không cần tham gia vào quá trình giao hàng hay chăm sóc khách hàng rồi ok bây giờ chúng ta sẽ vào tiktok Hương sẽ nói qua về affiliate marketing nha khi anh chị em lướt video như thế này anh à, người sẽ lướt video như thế này chúng ta xem thử là có những cái cái uh, kênh affiliate như thế nào để mọi đúng người lướt qua lướt qua lướt qua thì chúng ta sẽ thấy là nhiều người họ gắn giỏ hàng đó mọi người xem ví dụ như uh, người này cô này cô gắn giỏ hàng thì mọi người bấm này bấm vào cái chỗ tài liệu hoặc tiếp thì liên kết bấm vào đây thì mọi người thấy là cô này cô bán một cuốn sách và cô ấy nhận về hoa hồng cuốn sách này là 189 trăm tám thì có thể là cô ấy sẽ nhận về hoa hồng vài chục nghìn mọi người thử xem tiếp theo nha Còn chúng ta xem thử ví dụ như cô này bán cái gì đây này bán thì anh này có thể là anh ấy bán dép cũng có thể là không phải anh bán dép đâu, anh ấy chỉ làm affiliate thôi. Một đôi dép này là 199 000 và có thể anh ấy sẽ lời vài chục nghìn khi bán được một đôi. Đó mọi người thấy này, người ta làm video rất nhiều nhưng không nhất thiết là người ta phải nhập hàng về bán. Bây giờ làm thế nào để để có thể là bán được hàng thì bây giờ mọi người xem này. Bây giờ mọi người vô hồ sơ. Mọi người làm thế nào để uh, lấy được các sản phẩm affiliate thì khi mà chúng ta có một kênh không quan trọng là kênh của mình uh, cần phải nhiều follower ra kênh bé bé chúng ta vẫn làm được chúng ta bấm vào cái giỏ hàng này nè bấm vào đây sau đó chúng ta bấm vào cái chữ tiktok shop này nè sau đó chúng ta sẽ bấm vào à... chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ là thêm sản phẩm thêm sản phẩm rồi chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ thấy là sẽ có rất là nhiều sản phẩm ví dụ bán cuốn đất nhân tâm này mình sẽ kiếm được 14.750 đồng cuốn này thì mình chỉ cần làm thế nào để người ta bấm vào mua còn cái việc bán hàng chăm sóc khách hàng giao hàng mình không cần quan tâm nhà cung cấp đã lo Ví dụ bán được cái micro go check như thế này mình lời được lại 127 ngàn này Bán được cuốn sách này, à, cuốn sách hồi nãy đó, đó là mình lời được 50 ngàn Ví dụ như bán cái cuốn sách này mình lời được 45 ngàn Rồi bán cái gậy này, bán cái uh, chân quay này mình lời được 39 ngàn Nếu bán một cái Tóm lại là chúng ta có thể xem hàng loạt Ví dụ như mọi người muốn bán điện thoại đồ điện tử bấm vào đây Mọi người sẽ thấy là ví dụ bán được một cái uh, giá đồ điện thoại này lời được 22 ngàn uhm, Bán được cái trang quay này, kiếm uh, cái chân cái gậy này được 37 ngàn rồi bán gì nữa Bán cái ốc lưng này kiếm 20.000 Rồi mình sẽ thấy là à, Bán cái ốc lưng này thì mình kiếm được 41.000 Rồi bán cái đèn livestream này kiếm 21.000 Rồi bán cái uh, Màn chiếu tương phản này Lời 179.000 Tóm lại là chúng ta có thể là Làm affiliate, bán hàng ở các lĩnh vực mà mình muốn Ví dụ đây là dòng mỹ phẩm này Hoặc là anh chị em có thể là vô thêm dòng trang phục nữ Chẳng hạn bấm vô đây Thì mọi người cũng thấy là Ví dụ bán cái quần này mình lời được 25.000 Bán cái áo này mình lời được 16.000 bán cái áo phao này mình lời được 22 ngàn tóm lại là nếu như anh chị muốn bán cái nào ví dụ như hương muốn bán cái váy này trong váy này mình muốn kiếm 27 ngàn thì chúng ta sẽ bấm vào chữ thêm thì nó sẽ thêm cho mình mà bấm vào chữ thêm đó khi mà bấm vào chữ thêm này á thì chúng ta có thể thêm rất là nhiều sản phẩm vào đây ví dụ như thêm thêm cái trang váy này đó, thêm cái áo crop top này thì khi mà chúng ta thêm á thì nó sẽ nằm ở trên cái giỏ hàng của mình ví dụ như khán giả họ vào cái kênh của mình xem thì họ bấm vào cái giỏ hàng này mình thấy là cái sản phẩm mình vừa thêm ấy, áo này quần này, này rồi áo uh, chân váy này quần đó thêm sẵn trong chỗ hàng khán giả có thể là bấm vào đây và họ xem cái kênh mình họ thích thì họ bấm vào chỗ hàng họ mua ủng hộ mình uh, bây giờ thường có thể là xóa nó ra trong trường hợp mình muốn thì mình cũng có thể xóa nó ra bấm vào đấy rồi bấm vào cái chỗ cửa hàng của bạn à, mọi người có thể bấm vào cái chỗ là quản trị sản phẩm này bấm vào đây sau đó mình không thích sản phẩm này nữa mình xóa nó ra bấm vào đây xóa nó ra thêm sản phẩm khác rồi xóa nó ra thêm sản phẩm khác xóa rồi bấm vào đây xóa nó ra thêm sản phẩm khác à, rồi à, như vậy thì mình sẽ kiếm tiền không? Wow. phải làm nào để mình có thể bán được hàng? thì mình có thể à, làm những cái video mình có thể xoay kênh và làm những cái video mình có thể bán ví dụ như mọi người sẽ thấy là nhiều người họ họ làm ở này làm những video này họ bán này à, họ có thể làm những cái video tư duy này họ bán cái cuốn sách này mọi thứ biến mọi thứ thành tiền rồi à, nghĩ lớn à, nghĩ giàu làm giàu vân vân đấy mọi người sẽ thấy là người ta bán rất là nhiều sản phẩm người ta để nhỏ hàng ở đây và bán người lướt facebook thì chúng ta sẽ thấy là nhiều người họ làm affiliate đó mọi người bán bao kiếm tiền để bán sách làm biến mọi thứ thành tiền đúng không? Người đàn ông nghèo. đấy cách thứ nhất là mình làm video như thế này cách thứ hai là mình có thể phát livestream ví dụ như mọi người nè, bấm vào cái livestream nhiều người họ đang làm livestream này cả nhà đó thì đây là ví dụ như phạm thoại là bán cái giỏ hàng của người khác hoặc là giỏ hàng của anh ấy hoặc là mình sẽ xem này cái người này cũng đang livestream và bán sách Đó, à, chúng ta có thể là gánh giỏ hàng lên và livestream mà chúng ta bán đó à, mình sẽ thêm người ta gánh giỏ hàng này Điện hàng ở đây người gắn ở đây và bán Cái việc gắn này cũng khá là đơn giản Tóm lại là đây là cái cách làm affiliate marketing à, Ngoài ra thì Hương sẽ chia sẻ cái này sâu hơn vào một buổi khác Ngoài ra chúng ta còn có thể là uh, Bán qua nhận hợp đồng booking Ví dụ như anh chị em có thể là uh, Mình sẽ uh, Ví dụ như Hương có nhận hợp đồng booking uh, Xem những một số người họ Nhắn tin cho Hương rất là nhiều Để mà uh, Để mà đặt booking Ví dụ như mới sáng nhắn tin đầu ta mỗi um, mỗi tuần thì sẽ có khá là nhiều người họ nhắn mình booking ví dụ như là chị bạn này bạn ấy nhắn cho Hường này à, bạn ấy nhắn cho Hường là cái sản phẩm này bây giờ họ muốn đặt booking sản phẩm này trên kênh của mình nhưng mà, mà Hường thì, thì 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 Hường từ chối bởi vì là chị Hường xem trang web thì Hường không có muốn làm marketing sản phẩm này nên là Hường từ chối ví dụ một cái sản phẩm một cái video sản xuất ra thì hưởng nhận từ 9 triệu cho đến 15 triệu mỗi video và cam kết tối thiểu là 200 ngàn cho đến 1 triệu view thì tóm lại nhưng mà Hường lại không nhận sản phẩm này ví dụ sản phẩm khác nữa rất là nhiều bạn nhắn tin zalo cho Hường thì Hường để xem thử là uh, ví dụ như gần đây nhất là có một bạn uh, nhiều lắm nhiều người nhắn tin cho mình là muốn hợp tác với mình khi mà mình có kênh lắm. Uh, đây 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 Hường chưa xem nữa Đây bạn ấy muốn đặt một cái sản phẩm Và Hường có báo giá là Giá video bên mình từ 8 triệu cho đến 15 triệu Cam kết tối thiểu 200.000 view Và bạn ấy uh, Hường mới bảo là Đưa cái giấy tờ xác minh chính xác Mình là chính hãng rồi Hường mới quảng bá Thì bạn ấy đưa giấy tờ rồi đây Tóm lại là Người ta đặt booking rất là nhiều và ví dụ như cái này là Hường nói là giá booking của Hường sẽ là 8 triệu cho đến 15 triệu bạn ấy đồng ý và bạn bắt đầu là gửi thông tin cho Hường để Hường duyệt, nếu mà được thì Hường sẽ làm cho bạn ấy một cái video. Thì xem này mọi người. Ví dụ này. À, em chào chị, người ta nhắn tin Hường còn không trả lời nữa. Chị ơi cho em xin phản hồi về lời mời hợp tác với chị nhé. Rồi xong rồi gửi lại thông tin sản phẩm, rồi Hường xem, rồi à... chị ơi phản hồi với em này. Em xin báo giá và quy trình làm việc. Ừ em bên mình một video giá từ 8 triệu cho đến 15 triệu ấy em cam kết tối thiểu 200.000 view và dạ, được gắn giỏ hàng phải không? Hường mới bảo gắn giỏ hàng này kia. Rồi ok chị cần giấy tờ chứng minh đúng không ạ? À? Hường mới yêu cầu là là phải xác minh bên em là chính hãng nhé. Muốn gắn giỏ hàng thì phải xác minh bên em là chính hãng nhé, bạn ấy mới gửi giấy tờ chính hãng qua đây. Tóm lại là Hường vẫn chưa trả lời. Bạn ấy gửi lúc nào đây quên mất ngày hôm nay gửi từ hôm ngày, gửi từ hôm qua gửi từ hôm qua vẫn ừ, chưa trả lời đó đó là cách là nhận nhận tiền từ cái hợp đồng booking đó là cách hai ừ, khi kênh lớn sẽ có rất là nhiều nhãn hàng muốn hợp tác quảng bá sản phẩm của họ bạn sẽ làm một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm của họ hoặc là nói qua thôi video như vậy sẽ thu về khoảng 3 triệu cho đến 15 triệu hoặc hơn tùy vào chất lượng kênh và cách ba đó là nhận tiền từ quảng cáo nền tảng khoảng này thì hường không có chú trọng vào nhưng mới bật kiếm tiền quảng cáo thì hường thử thì cũng thu về mỗi tháng là là uh, mỗi tháng để xem vô kênh của hường xem nào ví dụ đây là cái kênh uh, hường mới bật kiếm tiền đây thôi mới bật kiếm tiền thì mọi người sẽ thấy là uh, bấm vào cái um, YouTube Studio mọi người sẽ nói là 28 ngày qua tháng này chị có được 80 đô thôi Đấy, tóm lại thì uh, doanh thu thì mỗi tháng nó sẽ dao động từ từ 100 đến 200 đô đây là hưởng mới bật thôi hưởng mới bật thời gian ngắn thì kênh cái này phụ thôi cũng không quan trọng lắm có được thì vui không có cũng chẳng sao đấy rồi cách 4 đó là mình quảng bá sản phẩm của chính mình nếu nói về kênh marketing hiện tại có mức chi phí thấp nhất và mang lại hiệu quả cao nhất thì chắc chắn là video marketing. Xu hướng nhất hiện tại là video ngắn. Khách hàng tiềm năng mới mỗi ngày không giới hạn. Quảng bá sản phẩm của mình là mảng mà Hường đang tập trung và đang đạt kinh thu cao nhất, cơ hội thu nhập cao. Chính vì nhiều người biết đến nên Hường đã có tốc độ tăng trưởng đại lý cao nhất toàn tập đoàn. Một tập đoàn chuyên về làm đẹp hàng đầu Việt Nam trong một cuộc thi tuyển sĩ đại lý. Không điều gì tồi tệ hơn là bị bỏ lại phía sau điều gì xảy ra nếu đội nhóm của bạn nhìn thấy những đội nhóm khác phát triển video mạnh mẽ còn bạn thì vẫn cứ đứng yên ngược lại thì sao điều gì xảy ra nếu bạn xây dựng tốt thương hiệu cá nhân và làm video lan truyền trên mạng xã hội và sau đó hướng dẫn lại cho đội nhóm của bạn hãy tưởng tượng đội nhóm của bạn sẽ tuyệt vời thế nào khi có một người lãnh đạo giỏi cập nhật xu hướng giỏi làm video và có một video lan truyền nhiều người biết đến hãy kết thúc sự trì hoãn và bắt đầu bắt kịp xu hướng đột phá kinh doanh với uh, chương trình Mang tên 10 giờ bắt kịp video ngắn lan truyền. Chương trình này dành cho ai? Dành cho người đang muốn tăng doanh thu kinh doanh bán hàng, hiệu quả hầu như mọi lĩnh vực mà bạn có thể nghĩ đến như làm đẹp kinh doanh hệ thống, bảo hiểm bất động sản, sức khỏe bán hàng, bán khóa học, đào tạo dịch vụ vân vân. Người đang muốn phát triển video để làm affiliate marketing, tạo thu nhập nhiều nguồn từ video ngay cả khi bạn không có sản phẩm. Người đang muốn phát triển mạnh mẽ thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp. Chương trình này không dành cho ai? không dành cho người đang thiếu thời gian trầm trọng, không thể dành ít nhất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày để xây kênh. Người không có điện thoại quay được video và người không thể nào mua được một cái micro giá ít nhất 300 ngàn để làm video, không thể đầu tư được một cái đèn livestream 500 ngàn. Người xây kênh cho vui, không có mục đích tăng thu nhập. Và có những kênh hàng triệu lượt xem nhưng lại không bán được hàng. Cũng có những kênh chỉ có khoảng 20.000 follower, 30.000 follower thôi, nhưng mà lại đơn ra liên tục. Nếu bạn muốn tạo ra một kênh có tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao thì đây là một quy trình hiệu quả cho bạn. Bước 1, hãy tìm vấn đề mà thị trường của bạn quan tâm. Bước 2, tìm câu trả lời cho vấn đề. Bước 3, trình bày nó một cách thu hút bằng video ngắn lan truyền. Bước 4, biên tập hấp dẫn. Bước 5, đăng và tối ưu. Bước 6, đánh giá kết quả, rút ra bài học và quay lại bước 1. Trong đó, bước 1 và bước 3 là cái mà bạn cần tập trung vào. Không chỉ có vậy, Tại sao nhiều người sẵn sàng tạm gác việc quan trọng để dành thời gian có mặt tại chương trình 10 giờ bắt kịp video ngắn lan truyền? Cố gắng nhồi nhét quảng cáo, bài bán hàng, thông tin sản phẩm vào tâm trí khách hàng mỗi ngày đã không còn hiệu quả. Cách viết bài bán hàng thông thường đã không còn hiệu quả. Bài đăng thông thường rất ít người xem. Mỗi ngày có hàng nghìn sản phẩm mới ra đời, hàng tỷ nội dung mới được tạo ra trên khắp mạng xã hội. Khách hàng sẽ cảm thấy nhàm chán, không bán được hàng. Hãy bắt đầu tạo dựng nội dung khác biệt, giá trị và thú vị lan truyền. Họ sẽ thấy sự chuyên nghiệp của bạn, họ bắt đầu yêu thích, theo dõi và lắng nghe bạn, họ ưu tiên mua hàng từ bạn ngay cả, ngay cả khi thậm chí họ không có nhu cầu. Chương trình 10 giờ bắt kịp xu hướng video ngắn lan truyền có gì? Chương trình này không chỉ giúp bạn thiết lập kịch bản nhiều lượt xem mà còn giúp bạn có những chiến lược bán hàng đẩy doanh số cao ngay cả khi kênh của bạn vừa mới phát triển. Đúng như cụm từ bắt kịp xu hướng, có những kiểu làm video trước kia hiệu quả nhưng bây giờ thì không. Bạn có thể tham gia vào cuộc chơi này muộn, không sao cả. Chương trình này sẽ giúp bạn tiếp nối những gì đang có hiệu quả bây giờ. Bạn sẽ được cập nhật những thứ mới nhất trong xu hướng làm video, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Hường không chỉ nói đến những công cụ có thể thay thế bạn chia sẻ video, hãy lấy những bức ảnh đẹp được tạo ra bằng AI sáng tạo nhấp môi chia sẻ lý, triết lý sống. Cái mà Hường muốn bạn tập trung vào nữa đó là sử dụng AI để giúp tốc độ làm video của bạn nhanh hơn 10 lần hoặc hơn. Chương trình này giúp bạn có thể tạo ra video hiệu quả ngay cả khi mình không có đội ngũ phức tạp nhiều người. Bạn có thể tạo ra kịch bản phim ngắn nếu bạn muốn, nhưng nếu bạn không muốn bạn cũng chẳng cần phải đóng phim. Chẳng cần quá cầu kỳ, rất nhiều cách làm hiệu quả, đậm dấu ấn cá nhân, đúng khách hàng mục tiêu và mang về cho bạn nhiều lượt xem. Tạo ra nội dung thú vị ngay cả khi bạn dở văn. Bạn sẽ khám phá ra được công thức viết nội dung hiệu quả cho nền tảng video ngắn trên TikTok, YouTube, Reels. Hương gọi công thức này gọi là CTTC công thức thành công. Bạn lo lắng bị bí ý tưởng ư? Đừng lo, bạn sẽ có được những chiến lược tạo ra ý tưởng nội dung không giới hạn. Thậm chí bạn có thể tạo ra nội dung rất nhanh nhờ sự phát triển của AI. Hương đang nói là vừa nhanh vừa hiệu quả. Vậy nội dung chính bạn sẽ được học trong chương trình 10 giờ bắt kịp xu hướng video ngắn lan truyền là gì? Bạn sẽ có được công thức thành công CTTC tạo ra nội dung giá trị lan truyền mà không cần mất quá nhiều thời gian. Ứng dụng AI tạo ra nội dung hấp dẫn không giới hạn. Ứng dụng AI tăng tốc độ sản xuất video của bạn lên 10 lần. Ý tưởng sai kênh, bạn sẽ tạo được giỏ hàng tối ưu nhãn hàng trên TikTok. Bạn sẽ biết cách tạo thu nhập từ affiliate marketing ngay cả khi mình không có sản phẩm. Bạn sẽ biết cách xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung cho riêng bạn trong 90 ngày tiếp theo với phương pháp sáng tạo và sản xuất nội dung tuyệt vời này, bạn biết cách tối ưu nguồn lực để sản xuất uh, tối đa để mang lại hiệu suất tối đa khi xây kênh. Bạn sẽ hiểu được quy trình hiệu quả sản xuất video và bắt và bắt đầu tạo thương hiệu riêng cho chính mình. Bạn sẽ nhận được checklist các công việc cần làm. Thông thường để tham gia một chương trình đào tạo chuyên sâu cùng với Hương, bạn uh, và nhận các tài liệu bạn phải trả, trả mức với phí tối thiểu, tối thiểu là ba 000 đồng hoặc các chương trình có chuyên sẽ cao hơn nhiều lần như thế. Nhưng bạn sẽ có một ngoại lệ đặc biệt khi tham gia vào chương trình đào tạo này. À, ngoài ngày đào tạo trực tiếp suốt 10 tiếng đồng hồ, bạn còn nhận được Thứ nhất, quà tặng số 1, bộ âm thanh hiệu ứng và video phụ chèn tăng độ hấp dẫn. Cùng chia sẻ một nội dung, nhưng sẽ có những cái video nhiều lượt xem, có video không có ai xem. Sự khác biệt đôi khi chỉ là do âm thanh hiệu ứng và video phụ chèn chèn vào ở những thời điểm thích hợp. Bộ quà tặng này trị giá là 998 ngàn. Bộ quà tặng thứ hai bộ checklist những ý tưởng sai kênh gia tăng vị thế chuyên gia trong mắt khách hàng. Tìm ý tưởng chính là lúc mất khá nhiều thời gian tiêu thụ thông tin. Có bộ checklist, những ý tưởng hiệu quả sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nhanh chóng tìm ra hướng đi mình thích. Khi có bộ ý tưởng, bạn có thể làm kênh của mình thỉnh thoảng sáng tạo để thu hút sự quan tâm của khán giả trị giá 1 triệu 998 ngàn đồng. Quà tặng thứ ba là mô chia sẻ các công cụ AI bổ sung cho bổ sung cần có cho doanh nghiệp của bạn. Thời gian Biên tập sáng tạo trong doanh nghiệp và công việc của bạn sẽ được rút ngắn, tiết kiệm thời gian, công sức và mang lại hiệu quả tối ưu. Tiết kiệm thời gian khi sai một lúc nhiều kênh, mạng xã hội khác nhau, trị giá là 1.998.000 đồng. Đây là tất cả những gì bạn sẽ nhận được. Thứ nhất đó là ngày đào tạo trực tiếp qua Zoom. 10 giờ bắt kịp xu hướng video ngắn lan truyền, trị giá 30 triệu đồng vào cái thời gian được ghi trong cái trang web này. Và một bộ âm thanh hiệu ứng cộng video phụ chèn tăng độ hấp dẫn trị giá 998.000 đồng. Bộ checklist những ý tưởng sai kênh, gia tăng vị thế chuyên gia trong mắt khách hàng trị giá 1.998.000 đồng. Mô đun chia sẻ các công cụ AI cho doanh nghiệp trị giá 1.998.000 đồng. Tổng cộng trị giá là 34.994.000 đồng. Như Hường đã nói ở trên, thông thường để học chuyên sâu trực tiếp từ Hường thì những khách hàng của Hường sẽ chi trả ít nhất là 30 triệu đồng hoặc các chương trình có thì còn cao hơn nhiều lần. Và ngày hôm nay bạn không cần phải chi trả một nửa số tiền đó là 15 triệu. Bạn sẽ tham gia chương trình đào tạo trực tiếp và nhận toàn bộ quà tặng trị giá 34 triệu 994 ngàn đồng. Trong hôm nay chỉ với một khoản phí cực nhỏ, đó là 998 99, ngàn đồng. Đây là chương trình trực tiếp thường mở đầu tiên và có thể sẽ không mở lại nó nữa. Nếu có mở lại, chắc chắn mức phí sẽ tăng lên nhiều. Đây là lời đảm bảo hoàn tiền 100%. Sau khi... Sau 30 ngày kể từ khi bạn tham gia chương trình, nếu vì bất kỳ lý do nào khiến bạn không hài lòng hoặc bạn cảm thấy số tiền bỏ ra không xứng đáng, Hường sẽ hoàn lại bạn 100% số tiền sau khi bạn email cho Hường qua email tomotohuonga.gmail.com mà không có bất kỳ câu hỏi nào. Trên trang này có thời gian đếm ngược khi nó dừng lại ở 000000 000, 000, thì trang này sẽ chính thức đóng lại và không đăng ký được nữa. Vậy bạn cần nhanh chóng bấm vào nút bên dưới Điền đầy đủ thông tin và thanh toán để dự chỗ cho mình đăng ký sớm có học ngay và học sớm sẽ được hời. hãy bấm vào nút đăng ký và và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong 10 giờ trong chương trình sắp tới Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Hẹn gặp lại đăng ký ngay nha bấm vào đăng ký ngay đăng ký ngay luôn đi không cần phải suy nghĩ nhiều đâu mọi người